Sáu phẩm pháp tánh. Bấy giờ tối thắng rời tòa đứng dậy, lệch áo chè vai trái, gối phải chấm đất, chắp tay cung kính bạch Phật. Bạch Thế Tôn, thật là hy hữu, Đức Thế Tôn đã khéo thuyết đại oai thần và công đức vi diệu của chư Phật. Chư Phật Như Lai nhờ đầu mà đắc đại oai thần công đức vi diệu này? Nguyện Thế Tôn phân biệt giải nói. Phật bảo tôi thắng. Thiên vương nên biết hành động của Như Lai và kết quả đạt được thậm thâm vi diệu không thể nghĩ bàn. Tôi thắng bạch Phật. Phật hành pháp gì mà gọi là thậm thâm vi diệu không thể nghĩ bàn? Phật dạy, nhân quả pháp tánh Như Lai thậm thâm vi diệu không thể nghĩ bàn, oai thần công đức và pháp đã nói ra làm lợi lạc cho người cũng như vậy. Tôi thắng bạch Phật. Bạch Thế Tôn, tại sao lại gọi pháp tánh thậm thâm vi diệu không thể nghĩ bàn? Phật dạy, này thiên vương, pháp tánh của Như Lai ở trong uẩn xứ giới của hữu tình từ vô thủy đến nay nối tiếp nhau chẳng nhiễm phiền não, bản tánh thanh tịnh, tất cả tâm ý thức không thể duyên khởi, tất cả tìm cầu khác không thể phân biệt, tư duy về tà niệm không thể duyên với suy nghĩ, xa lìa tà niệm, vô minh không sanh, do đó chẳng tùy theo thuyết 12 duyên khởi, gọi là vô tướng, chẳng phải là pháp được làm ra, không sanh không diệt, vô tận vô biên, tự tại thường trụ. Thiên vương nên biết các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết được pháp tánh thanh tịnh như vậy nên không nhiễm trước, không dính mắc, xa lìa cấu uế, từ các phiền não vượt lên giải thoát. Tánh này là pháp căn bản của chư Phật, nhân đây mà sanh phước đức trí tuệ, bản tánh minh tịnh không thể nghĩ bàn. Này thiên vương, ta sẽ nói thí dụ, ông nên lắng nghe và suy nghĩ ghi nhớ. Thiên vương bạch Phật. Bạch Thế Tôn, cúi xin ngài nói cho. Phật bảo tối thắng. Thiên vương nên biết, ví như bảo châu như ý vô giá là vật trang sức sáng rỡ, trong sạch, khả ái, rất tròn và trong suốt, không có phần đục, dù có chôn vùi trong đất bùn thời gian dài, ai nhặt được nó đều vui mừng giữ cất cẩn thận, không cho rơi mất. Cũng vậy, pháp tánh tuy ở trong phiền não nhưng không bị nhiễm, sau rồi hiển hiện. Này thiên vương, chư Phật đều biết bản tánh hữu tình đều rất thanh tịnh, nhưng bị khách trần phiền não che lấp nên chẳng ngộ nhập được. Do đó Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nên suy nghĩ thế này: ta cần tinh tấn nói nghĩa bát nhã ba la mật đa sâu xa cho các hữu tình để diệt trừ phiền não, được ngộ nhập. Tất cả bản tánh hữu tình thanh tịnh cần tôn trọng, không nên khinh bỉ, phải như pháp cúng dường đồng với Đức Đại Sư. Các Bồ Tát này do nghĩ như vậy nên có thể phát sanh bát nhã đại bi. Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy liền chứng nhập địa vị bất thối chuyển. Các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nghĩ như thế này: các phiền não này không có sức lực, khả năng, tự thể hư vọng ngược với thành tịnh. Vì sao? Vì các phiền não này ngược với trí nhất thiết, thuận với sanh tử. Pháp tánh thành tịnh là căn bản của các pháp. Tự tánh vốn không, các phiền não hư vọng đều do tà niệm điên đảo sanh ra. Thiên vương nên biết, ví như bốn đại nương vào hư không để lập, mà hư không không có chỗ nương nên phiền não cũng vậy, bốn đại nương nơi vào pháp tánh, pháp tánh không có chỗ nương. Các Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa quán biết rõ như thật nên chẳng khởi trái nghịch, thì tùy thuận nên phiền não không sanh. Các Bồ Tát quán sát phiền não nên không sanh nhiễm trước và nghĩ như vậy: nếu mình nhiễm trước thì làm sao nói pháp cho người khác xuất ly. Cho nên Bồ Tát đoạn diệt tâm nhiễm trước, thuyết giảng pháp như thật để mở sự trói buộc cho hữu tình. Các Bồ Tát suy nghĩ, nếu trong sanh tử có một phiền não làm lợi ích cho hữu tình thì ta sẽ chấp nhận nói, nhưng việc này không có nên cần phải đoạn diệt phiền não. Các Bồ Tát lại nghĩ, xưa kia chư Phật hành bát nhã ba la mật đa sâu xa diệt các phiền não, ngày nay ta cũng như vậy. Vì sao? Vì ngày xưa chư Phật ở địa vị Bồ Tát cũng học như vậy để chứng Bồ Đề. Các Bồ Tát do hai nhân duyên này dùng phương tiện thiện xảo quán biết các pháp tánh vô lượng vô biên bị các phiền não phủ kín nên tùy thuận sanh tử, chìm ngập trong sáu đường luân hồi trong đêm dài, tùy thuận hữu tình nên gọi là hữu tình tánh. Thiên vương nên biết, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa khởi tâm nhàm chán, trừ năm cảnh dục, diệt các sự phân biệt để tu đạo vô thượng. Tánh này được gọi là xuất ly, với tất cả khổ nên gọi là vắng lặng.
là pháp cứu cánh mà thế gian mong cầu, nhất thiết trùng trí thường trụ nhiệm màu. Nhờ pháp tánh này mà được tự tại thọ ngôi pháp vương. Thiên vương nên biết, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa quán sát giai đoạn trước, giữa và sau pháp tánh đều bình đẳng, xưa nay vắng lặng, không bị các pháp làm chướng ngại, giống như hư không không bị sắc ngại. Các Bồ Tát này hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, quán sát biết rõ đúng lời chư Phật dạy, như pháp tu hành tất cả diệu hạnh, công đức pháp tánh không thể nói hết. Tướng không có hai, vượt cảnh nhất dị, bình đẳng tất cả, tìm cầu không hoạt động. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, như thế có khả năng trừ được hai tướng, ngã tướng và pháp tướng. Tất cả phàm phu bị sự chấp trước ràng buộc, không hiểu, không thấy, không rõ pháp tánh. Các Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thì hay thông suốt pháp tánh như vậy, ở chỗ hữu tình không hai không khác. Vì sao? Vì trần như các pháp không có tướng sai khác. Thiên vương nên biết, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nương vào pháp tánh này để tu tập căn lành, ra vào ba cõi, làm lợi ích cho hữu tình, tuy hiện vô thường mà chẳng chân thật. Vì sao? Vì các Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, như thật quán biết trần pháp tánh, nên đầy đủ phương tiện đại bi nguyện lực không bỏ hữu tình. Nhị thừa phàm phu, vì không có đại bi nguyện lực như vậy, nên không thấy pháp tánh viên mãn thanh tịnh, không thể như thật lợi ích chúng sanh. Thiên vương nên biết, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, có thể quan sát pháp tánh trần tịnh như thế, tất cả thánh giả như thật ngộ nhập, không có người tu và pháp để tu, không có người thực hành và pháp để hành, không tâm tâm sở, không nghiệp không quả dị thục, không khổ không vui, quán giác như thế gọi là bình đẳng, không phân chia, xa lìa tùy thuận quảng đại, không ngã không ngã sở, không cao không thấp, chân thật vô tận, thường trụ sáng suốt. Vì sao? Vì tất cả pháp thánh do đây mà thành thục, nhờ tánh này nên các bậc thánh